Hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube Điện máy Nguyễn Đức. Ngày hôm nay trước mặt của mình đây là một cái chiếc TV với màn hình rất là lớn, rất to, rất đẹp và cái mức giá của nó thì cũng rất rẻ nữa. Và đó là chiếc TV Xiaomi A Pro 65 inch. Dòng TV A Pro 65 inch thì nó đã rất là quen thuộc tại thị trường Việt Nam rồi với cái doanh số bán rất là cao. Và ngoài ra cái chiếc TV này gần như là nó là quốc dân tại mọi phân khúc giá của những cái dòng TV. Và với một cái chiếc TV 65 inch mức giá khoảng 13 triệu đồng này thì nó sẽ có màn thể hiện ra sao, nó sẽ cạnh tranh như thế nào đối với những chiếc TV 65 inch của rất nhiều những cái thương hiệu khác, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chiếc TV A Pro 65 inch này ngày hôm nay nhé. Và phần đầu tiên thì chắc chắn là mình sẽ đi về phần chất lượng hiển thị, về phần màn hình của chiếc TV này rồi. Thì Xiaomi A Pro 65 inch được trang bị một cái màn hình độ phân giải là 4K. Là vì vậy các bạn thấy rằng là cái màn hình nó hiển thị rất là sắc nét này, độ chi tiết cao. Mình là một người rất là khắt khe về chất lượng hiển thị của những cái màn hình, bất cứ sản phẩm nào từ TV, điện thoại đến laptop ấy, thì mình cảm thấy là khá là thỏa mãn về cái chất lượng hiển thị của cái mẫu màn hình này. Là vì vậy các bạn sẽ yên tâm về cái độ sắc nét của em nó nhé. Tiếp theo đi thì mình sẽ nói về cái phần màu sắc của chiếc TV. Thì đây, một cái video 4K HDR trên YouTube rồi, các bạn có thể xem được cái màu sắc ở trên em nó. Thì mình thấy rằng là màu sắc của Xiaomi A Pro 65 cho một cái độ tương phản khá là cao này. Và ngoài ra màu sắc của nó cũng thể hiện tươi, cái gam màu được thể hiện khá là rõ ràng này, tách bạch về màu sắc. Và ngoài ra thì màu sắc của nó cũng có cái độ nổi khối nữa, là vì vậy nó sẽ mang lại một cái trải nghiệm khá là tốt cho người sử dụng này, mang lại một cái trải nghiệm hiển thị thị giác tốt nhất. Và mình thì thường hay xem những cái video YouTube này có độ phân giải là 4K, cùng với đó là công nghệ hỗ trợ là HDR, nên vì vậy các bạn thấy rằng là cái độ tương phản của nó được đẩy lên khá là cao này. Và ngoài ra là chi tiết của nó cũng tốt nữa, sắc nét nữa. Đấy, những cái bạn nào mà muốn mua một chiếc TV 65 inch này phải đáp ứng đầy đủ về cái yếu tố là sắc nét này, về màu sắc cũng phải ổn nữa, thì chắc chắn đây nó sẽ là một cái sản phẩm các bạn không thể bỏ qua. Về màu sắc của chiếc TV này thì nó tươi là như vậy rồi. Tuy nhiên khi mà so sánh với những cái mẫu TV cao cấp sở hữu những cái tấm nền như là OLED thì có thể là cái màu sắc của chiếc TV này nó sẽ không được tươi bằng này, nịnh mắt bằng. Tuy nhiên khi mà so với cái mức giá của nó này, hay là một cái chiếc TV tấm nền của nó là IPS LCD, thì mình thấy rằng là Xiaomi đã tối ưu rất là tốt cho cái chiếc TV này để mang lại cho mọi người một cái trải nghiệm hiển thị về màu sắc cũng như là về màn hình tươi, màn hình nét nhất trong cái mức giá cả hợp lý nhất. Và đó là những cái phần mà mình khen về màn hình của chiếc TV này. Còn về những cái điểm trừ thì chắc chắn là có lẽ là về cái phần là độ sáng của những cái tấm đèn TV IPS LCD nó chưa được quá là cao, nên là vì vậy khi mà mình hiển thị, khi mình bật xem ở trong những cái môi trường mà nó có quá nhiều bóng đèn, khi mà ánh sáng nó hắt vào màn hình với những cái tông màu đen và tối là nhìn trông nó sẽ khá là khó chịu. Và đây cũng là một cái điểm yếu cố hữu ở trên những cái chiếc TV có tấm đèn là IPS LCD rồi. Về công nghệ trên màn hình của chiếc TV này thì nó đầy đủ các công nghệ hiện đại như là HDR hay là Dolby Vision. Thì các bạn thấy rằng là TV mức giá rất là tối ưu phải chăng thôi, nhưng mà nó không hề thua kém những cái công nghệ hiện đại so với những cái hãng TV cao cấp khác như là LG hay là Sony. Đấy, các bạn thấy rằng là đây là một cái video YouTube được hỗ trợ công nghệ là 4K HDR, nên là vì vậy các bạn thấy rằng là cái màu sắc của nó rất là tươi này, cái độ tương phản của nó được đẩy lên cao. Và ngoài ra chi tiết của nó cũng rất là tốt, nên là vì vậy chúng ta sẽ mang lại một cái trải nghiệm xem là sướng hơn, đã mắt hơn. Tuy nhiên với những cái video HDR ở trên YouTube nó chưa có nhiều, nên là vì vậy chúng ta sẽ chuyển sang một cái nền tảng khác, đó chính là Netflix. Với cái nền tảng Netflix ấy, thì rất nhiều những cái bộ phim được hỗ trợ công nghệ là Dolby Vision như các bạn có thấy ở đây. Mình đang xem một cái bộ phim là Squid Game, thì khi mà bấm vào nó hiện ngay được công nghệ là Dolby Vision 5.1 này, và mình bấm vào mình xem mình có thể tận hưởng được cái công nghệ này. Và khi mà xem trên một cái màn hình hỗ trợ Dolby Vision này, một bộ phim có Dolby Vision thì cái màu sắc của nó sẽ rất là tuyệt vời, nó sẽ mang lại một cái trải nghiệm hiển thị thị giác là tốt nhất này, màu sắc tươi hơn, đẹp hơn và chi tiết nó cũng sắc nét hơn, khá là ngon, hết được chấm đúng không nào. Phần thứ hai thì mình sẽ đi về hệ điều hành của chiếc TV này, thì nó sử dụng Google TV. Và đây là hệ điều hành tốt nhất thời điểm hiện tại ở trên những chiếc TV thông minh rồi. Nó mang lại cho người dùng một cái giao diện rất là dễ nhìn này, đẹp mắt và chuyên nghiệp. Đây, các bạn có thể thấy là những cái biểu tượng bo cong khá giống là cái giao diện chúng ta hay sử dụng ở trên YouTube rồi. Kéo xuống bên dưới nữa chúng ta có những cái bộ phim này, thì đây là một cái tính năng mình rất là thích. Nó gợi ý những cái thước phim này hay là những cái video mà mình đang xem dở thì mình có thể là bấm vào và xem luôn, rất là nhanh, rất là tiện lợi. Đấy, khi mà các bạn mở TV lên là nó đã sẵn sàng hiện thị ở đó rồi. Các bạn không cần phải bấm vào nền tảng, các bạn tìm lại cái bộ phim đó, tìm lại cái video ở trên YouTube để các bạn xem nữa. Và bên dưới ở đây chúng ta có một cái tính năng nữa mình cũng cực kỳ thích, là nó gợi ý những cái video theo chủ đề mà mình hay xem. Ví dụ như mình hay xem những cái vlog về đồ ăn này, hay là những cái vlog về lifestyle, về thời trang, du lịch ấy, thì ở đây nó hiện lên rất là nhiều. Hay là vừa nãy đây mình vừa xem những cái video 4K thì nó hiện một loạt những cái video 4K ở dưới này. Đó, rất là tiện lợi và là hữu ích cho người dùng. Và một cái điểm nữa là nó cũng sẽ có nhận diện giọng nói rất là nhanh và đơn giản. Mở YouTube. Đây thì mình bấm vào mở YouTube thì nó hiển thị ngay ra cái video mà mình vừa xem. Đấy. Gia đình mình mà có người lớn hay là trẻ nhỏ thì đều có thể là rất dễ dàng sử dụng cái tính năng này để có thể là điều khiển TV một cách thuận tiện hơn. Hệ điều hành Google TV đã thông minh này, giao diện đã đẹp như vậy rồi. Tuy nhiên là nó vẫn tồn tại một số những cái điểm yếu. Ví dụ như mình sử dụng chiếc TV này, khi mình vừa bật TV lên, mình điều khiển ngay, mình sử dụng các cái tính năng như là nhận diện giọng nói hay là mở YouTube ra, thì mình đôi khi mình cũng thấy rằng những cái tình trạng là giật lag nhẹ xảy ra. Và đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng là Xiaomi sẽ cần phải tối ưu cũng như là cải thiện hơn trong những cái phiên bản cập nhật Google tiếp theo, để những cái sản phẩm TV Xiaomi của họ có thể là sử dụng mượt mà hơn trên cái nền tảng hệ điều hành này. Và đi vào phần đối với một người trải nghiệm những cái thức phim cơ bản này hay là xem YouTube nhiều, thì mình thấy rằng là âm thanh trên chiếc TV này nó mang lại cho mình một cái âm lượng khá là tốt này, chất âm tốt, và mình rất là hài lòng về âm thanh cũng như là loa của chiếc TV này. Và phần cuối cùng thì mình sẽ đi vào đó chính là thiết kế của chiếc TV này. Thì Xiaomi A Pro 65 inch vẫn mang một cái thiết kế rất là hiện đại của những chiếc TV thông minh. Đó là về phần viền màn hình của chiếc TV này, nó rất là mỏng này, mỏng đều ở cả bốn cạnh, nên là vì vậy nó sẽ mang lại một cái trải nghiệm thị giác là tốt nhất cho người dùng. Dòng TV Xiaomi A Pro thì có một cái điểm nữa là cái phần chân đế này rất là quen thuộc, chân đế ở giữa rồi. TV Xiaomi A Pro 55 inch, TV Xiaomi A Pro 65 inch thì đều có một phần chân đế ở giữa đây. Nhìn trông nó có điểm nhấn hơn, đẹp hơn là phần chân đế ở hai bên như các cái mẫu TV thông minh thông thường. Và một điểm nữa mình phải khen trên chiếc TV này đó chính là về phần khung viền. Thì khung của chiếc TV này được hoàn thiện từ kim loại nên là nó sẽ rất là chắc chắn này, rất là bền bỉ, nên là vì vậy mọi người rất là yên tâm về cái chất lượng của nó nhé. Đó, TV Xiaomi cái mức giá rất là phải chăng, phù hợp nhưng mà không hề bị bỏ bê về trang bị, và đây cũng là một cái điểm khiến người dùng rất là yên tâm khi mà mua những cái chiếc TV này về. Và tổng kết lại thì đó là phần đánh giá của mình về cái chiếc TV Xiaomi A Pro 65 inch, một chiếc TV màn hình lớn này nhưng mà cái mức giá cả của nó rất là phải chăng, và thậm chí mình phải nói luôn đây là mức giá rẻ luôn. Đấy. Tuy nhiên Xiaomi vẫn trang bị rất là đầy đủ những cái tính năng, những cái công nghệ, không hề bỏ bê, không hề làm co loa đâu, mà thậm chí là nó có thể sánh ngang những cái thương hiệu TV cao cấp như là Sony hay là LG. Đấy, nếu mà các bạn đang tìm kiếm một cái chiếc TV 65 inch này, màn hình của nó phải lớn, phải đẹp, phải sexy như thế này, thì đừng bỏ qua chiếc TV Xiaomi A Pro 65 inch. Và link của sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả để các bạn có thể nhấn vào và xem và tham khảo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.